Xin chào mọi người, hiện tại là mấy anh em đang làm công tác xếp đồ và phân loại đồ cho bà con vùng cô. Hôm nay thì có một mẹ của anh Tạ Xuân Trung và chị Tạ Dâu Linh. Thì mấy anh em đang làm rất là hăng hái để kịp công tác 5 ngày nữa để trồng cho bà con miền núi Sở Ba Sa, huyện Ba Tơ. Thì với cái đó thì cảm ơn bà con rất là nhiều khi mà đã gửi gắm những cái đồ rất là đẹp đến cho bà con vùng cô. Thì cảm ơn bà con rất là nhiều. Tiếng Anh là CP, phân loại rất là xinh.